Dạ, em chào tất cả cô chú anh chị. Em là Trần Gia Kiệt, em đến từ Bình Thuận. Và hôm nay em xin đánh một bản tango từ nước Uruguay. Và bản nhạc này sáng tác bởi một chàng kiến trúc sư, năm đó là ông 17 tuổi. Và sau đây là bản La Cumparsita, em xin đánh.